tàu thám hiểm sao hỏa bền bỉ của NASA đã chụp được một số hình ảnh khá tuyệt vời về bề mặt sao hỏa trong thời gian nó ở trên hành tinh đỏ. Tuy nhiên, cuối cùng nó cảm thấy chán khi nhìn vào đất và đá và quyết định hướng mắt lên phía trên để quay một đoạn video tuyệt vời về Phobos, một trong hai mặt trăng của sao hỏa, đi ngang qua trước ngôi sao mẹ của chúng ta. Để rõ ràng, Percy đã không tự mình làm điều này, vì những người điều khiển con người của nó ở trái đất đã hướng dẫn người thám hiểm hùng mạnh Bắc Nhật thực này để nghiên cứu quỹ đạo của Phobos thay đổi như thế nào theo thời gian. Đó là hiện tượng nguyệt thực, một phần do kích thước của mặt trăng. Những quan sát này có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quỹ đạo của mặt trăng và cách lực hấp dẫn của nó kéo lên bề mặt sao hỏa, cuối cùng là định hình lớp vỏ và lớp phủ của hành tinh đỏ. Được chụp bằng máy ảnh Mascom Z thế hệ tiếp theo của Perseverance vào ngày 2 tháng 4, ngày sao hỏa thứ 397, hay còn gọi là Son, của sứ mệnh. Nhật thực kéo dài hơn 40 giây, một chút ngắn hơn nhiều so với nhật thực điển hình liên quan đến mặt trăng của trái đất. Phobos nhỏ hơn mặt trăng của trái đất khoảng 157 lần. Mặt trăng khác của sao hỏa, Deimos, thậm chí còn nhỏ hơn. Rachel Hawson của Marine Space Science System ở San Diego, một trong những thành viên nhóm Mascom Z vận hành máy quay cho biết: "Tôi biết nó sẽ tốt, nhưng tôi không ngờ nó lại tuyệt vời đến thế này." Hawson lưu ý rằng mặc dù Perseverance lần đầu tiên gửi các hình thu nhỏ có độ phân giải thấp hơn để có cái nhìn thoáng qua về các hình ảnh sắp tới, nhưng cô ấy đã bị choáng bởi các phiên bản có độ phân giải đầy đủ, cảm giác giống như một sinh nhật hoặc ngày lễ khi họ đến. Bạn biết điều gì sắp xảy ra, nhưng vẫn có một yếu tố bất ngờ khi bạn được xem sản phẩm cuối cùng. Giống như mặt trăng của chúng ta, lực hấp dẫn của Phobos gây ra các lực thủy triều nhỏ lên bên trong sao hỏa, làm biến dạng nhẹ đá trong lớp phủ và lớp vỏ của hành tinh. Cũng giống như mặt trăng của chúng ta, các lực thủy triều này đang dần thay đổi quỹ đạo của Phobos theo thời gian. Điểm khác biệt duy nhất là trong khi mặt trăng của chúng ta đang dần di chuyển khỏi trái đất thì Phobos thực sự đang tiến gần hơn đến sao hỏa, dự định sẽ đâm vào hành tinh đỏ sau hàng chục triệu năm kể từ bây giờ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!